Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị thông tin tổng quan về nền tảng blockchain Client và đồng coin Client. Thưa quý vị, Client là một nền tảng public blockchain được phát triển bởi GrowX, một nhánh blockchain của gã khổng lồ Internet Kakao tại Hàn Quốc, với 50 triệu người dùng trên toàn thế giới Kakao đã xây dựng một nền tảng blockchain độc quyền để giải quyết vấn đề tăng nghẽn mạng mà các dịch vụ thiết bị di động và trực tuyến hiện nay gặp phải do các hạn chế về hiệu suất của nền tảng blockchain hiện tại. Với đặc điểm mức phí rẻ, thông lượng cao và độ trễ thấp, Kakao đang xây dựng một cơ hội cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm cách sử dụng công nghệ blockchain. Hơn nữa, client hướng tới việc tạo điều kiện cho khả năng mở rộng linh hoạt, đảm bảo rằng các doanh nghiệp và nhà phát triển có thể nắm bắt kịp thời với thế giới blockchain đang chuyển động một cách nhanh chóng. Đặc điểm nổi bật của client blockchain Ở giai đoạn hiện tại, công nghệ blockchain được coi là tương lai của nền tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, sức mạnh thực chất của nó không chỉ bó hẹp ở lĩnh vực này. Nó còn có khả năng cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng xử lý giao dịch tài chính, các dữ liệu nội bộ và bên ngoài, đồng nghiệp và khách hàng, vân vân. Blockchain có thể tiết kiệm cho cả công ty và cá nhân rất nhiều thời gian cho việc quản lý lịch sử giao dịch vì tất cả chúng sẽ được ghi lại một cách minh bạch trên chuỗi khối. Lắm bắt được đặc điểm đó, client blockchain được tạo ra dành cho các doanh nghiệp nó cung cấp cho các công ty lớn nhỏ khả năng kết hợp blockchain vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại của họ client cũng tích hợp cả khía cạnh công khai và riêng tư của blockchain cho phép các doanh nghiệp hưởng lợi từ cả hai tính năng đó ngoài ra client tập trung vào khả năng mở rộng và xây dựng các ứng dụng có giao diện thân thiện với người dùng để giúp mang lại blockchain đến nhiều người nhiều doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu hơn thế nữa client cũng cung cấp một số ví có sẵn để tương tác trên không gian mạng chúng bao gồm các online hot wallet kết nối đến các ứng dụng quản lý tài sản kỹ thuật số di động hệ sinh thái của client client blockchain application client blockchain lưu trữ hơn 50 ứng dụng B-App phục vụ nhiều vai trò và chức năng khác nhau trong các mục đích khác nhau. Trong số đó có thể kể đến một số ứng dụng nổi bật như Anwell một nền tảng marketplace nơi hỗ trợ cho việc giao dịch các NFT, Quatabook, nền tảng quản trị bảo mật có trụ sở tại Hàn Quốc để quản lý các khoản đầu tư stakeholder và kế hoạch vốn chủ sở hữu có sử dụng NFT. Tesla được ra mắt cùng với Adblock, lên tảng Tesla tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua, bán và giao dịch quyền sở hữu các tác phẩm được xây dựng trên mạng lưới Client. Client Wallet Hệ sinh thái Client hiện có một số ví có thể tương tác với các ứng dụng blockchain BAP. Chúng bao gồm các ví trực tuyến client, ví web KaiCat và ví tài sản kỹ thuật số di động Canip. Samsung Client Phone Samsung Client Phone được sản xuất bởi một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh phổ biến hàng đầu thế giới. Client đã hợp tác với gã khổng lồ công nghệ toàn cầu Samsung cho ra mắt chiếc điện thoại Galaxy Note 10 Client Phone. Nó cho phép chủ sở hữu sử dụng các ứng dụng blockchain và tích hợp ví điện tử trực tiếp từ thiết bị cầm tay có kết nối Internet. Trên thực tế, Samsung đã tích hợp nhiều tính năng blockchain vào các dịch vụ sản phẩm của mình. Tuy nhiên, Client Phone đã tiến thêm một bước nữa khi Samsung Client Phone đang cung cấp một thiết bị thân thiện với blockchain có thể thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt tiền điện tử. Điều này khiến cho tương lai mở rộng của công nghệ blockchain đang đến gần hơn bao giờ hết. Thông tin về đồng Clycoin Clay là một lây tích utility token trong nền tảng Client Network có một số chức năng như Sử dụng mạng, người dùng cần có คลายคอย cho các giao dịch trên mạng Client tương tự giống như eth yield farming người dùng có thể cung cấp thanh khoản trên các giao thức defi khác nhau như clai swap client station để farm lấy token của các dự án khác nhau hoặc stack token clai để kiếm phần thưởng token được đặt cọc s clai cũng có thể được sử dụng để khai thác thanh khoản. Mining NFTs Người dùng có thể đúc NFT trên Client Network, dự án có quan hệ đối tác với OpenSea, để niêm yết các NFT đó trên nền tảng OpenSea. Nude Reward Client được dùng làm phần thưởng cho các loader khi tạo ra một block mới. Phần thưởng sẽ được phân phối Hội đồng quản trị Client nhận 34%, nhà cung cấp dịch vụ, nhà phát triển và user nhận 54%, Client -im pro Rework nhận 12%. Một số thông tin cơ bản về đồng coi Client. Tổng cung 10 tỷ Client. Client hiện nay được giao dịch trên hầu khắp các sàn giao dịch, tuy nhiên quý vị nên chọn những sàn lớn, uy tín. Giá Client hiện tại 0,96 USD. Đối tác của Client Với sự hỗ trợ của tập đoàn Kakao, dự án đã hợp tác thành công với các công ty lớn trong ngành giải trí và dịch vụ. Ngày 27 tháng 6 năm 2019, dự án đã chính thức thành lập một liên minh các tổ chức đa quốc gia được gọi với cái tên The Client Government. Console, nhằm mục đích quản lý nền tảng thống nhất hoạt động của các loader và phát triển hệ sinh thái Đây hoàn toàn là một khởi đầu tương đối thuận lợi cho client blockchain Thưa quý vị, video mang nội dung thông tin và không phải lời khuyên đầu tư Nếu quý vị có những thông tin gì về client, hãy comment bên dưới video để mọi người cùng tham khảo và bàn luận tôi xin kết thúc video tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi